Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Quân Ukraine giành được lợi thế tại chiến trường miền Nam. Át chủ bài không quân Ukraine khiến Nga không khỏi chấn choáng. Nga tuyên bố kiểm soát nhiều cứ điểm của Ukraine. Ông Putin, Ukraine và đồng minh NATO từ chối đàm phán với Nga. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở miền nam Ukraine khi các lực lượng Ukraine tuyên bố giành được quyền kiểm soát các đường biên giới phía nam, trong khi phía Moscow tuyên bố đã thành công kiểm soát một số cứ điểm của Ukraine ở tỉnh Lugansk. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 28 tháng 7, không quân Ukraine đã 3 lần tập kích các cụm nhân lực, vũ khí và kho thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng đã trúng 8 khẩu pháo của Nga tại các vị trí khai hỏa, 2 hệ thống tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 kho nhiên liệu. Bộ này còn cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công theo các hướng thành phố Melitopol và Berdyansk, tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, bắn pháo vào các đơn vị của quân đối phương và giành được quyền kiểm soát các đường biên giới tại khu vực. Theo Ukrinform, trong ngày qua, tổng cộng quân Nga đã có 10 lần không kích và hơn 19 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu vực định cư của Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine, quân Kiev đã thành công đẩy lùi đà tiến của quân Nga tại thành phố Bakhmut, Mariinka. Tuy nhiên, Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề khi đối mặt hàng chục đợt oanh tạc quy mô lớn của quân đối phương tại các thành phố Avdiivka, Sastaske. Ở các hướng của tỉnh Chernihiv và Sumy, quân Nga tiếp tục không kích vào các đơn vị đóng quân của Ukraine. Còn tại tỉnh Kharkov, quân Nga dùng súng cối, pháo binh, tấn công và gây thiệt hại cho hơn 15 khu định cư, đặc biệt là Ivatsky, Huriv, Kozachok, Udi, Strileta, Zelene và Okhrimivka. Tại tỉnh Kherson, quân Nga tiếp tục bố trí lực lượng ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine. Hơn 25 khu định cư của tỉnh cũng bị quân Nga dội pháo. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng trong bối cảnh cuộc phản công từ phía Ukraine đạt được nhiều thành tựu và phía quân Nga chịu nhiều tổn thất, một số binh lính trong các đơn vị quân Nga đã từ chối tham gia các hoạt động tác chiến. Khoảng 60 quân nhân Nga thuộc Trung đoàn tấn công 247 đã từ chối chiến đấu gần làng Staromayorsky Donetsk. Việc Ukraine giành được lợi thế trên chiến trường đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khi trước đó không lâu, Ukraine còn khá chật vật trước Nga ở vùng thành phố cảng Odessa. Tuy nhiên, việc Ukraine có duy trì lợi thế này tiếp hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn. Điều này thể hiện qua việc ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng Ukraine không thể bảo vệ tất cả các thành phố lớn của nước này khỏi các mối đe dọa tên lửa của Nga nếu không tăng cường đáng kể các hệ thống phòng không. Theo ông Podolyak, các cuộc tấn công vào thành phố Odessa trong tuần qua đã cho thấy rõ ràng rằng chiến lược của Nga là bắn phá các thành phố của Ukraine với mục đích áp đảo các hệ thống phòng không. Ông Podolyak cho rằng chiến lược này không còn hiệu quả ở thủ đô Kiev, nơi Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp phức tạp, sử dụng một loạt thiết bị do các đồng minh phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, tại Odessa và các khu vực khác ở miền nam Ukraine, nơi không có mạng lưới phòng không kiên cố như Kiev, tên lửa Nga đã gây ra hỗn loạn trong tuần qua. Ukraine cáo buộc Nga tiến hành nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc cũng như các khu dân cư. Theo giới chức Ukraine, khi kho tên lửa thời Liên Xô của Nga cạn kiệt, Moscow đang chuyển sang sử dụng các tên lửa mà nước này không sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, chẳng hạn Onyx. Ban đầu, được thiết kế như một tên lửa chống hạm, tên lửa này đã được Nga sử dụng nhiều lần nhằm vào các mục tiêu ở Odessa và các nơi khác ở miền nam Ukraine trong tuần qua, và rất khó để các hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không hiện đại như Patriot có khả năng đánh chặn các tên lửa thế hệ mới nhất của Nga như Onyx và Kinzhal. Ukraine hiện có hai hệ thống Patriot do Mỹ và Đức cung cấp. Sự xuất hiện của Patriot từ mùa xuân cùng với một loạt các hệ thống phòng không khác đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt, giúp lực lượng Ukraine đẩy lùi hầu hết các cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev trong vài tháng qua.
Tuy vậy, các thành phố khác của Ukraine vẫn có nguy cơ bị tấn công khi Nga tăng cường tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Podolyak cho biết Ukraine cần từ 10 đến 12 hệ thống Patriot hoặc tương tự để có thể phủ sóng khắp cả nước. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công gần đây vào Odessa cho thấy việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không là điều đúng đắn cả về kinh tế và đạo đức. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, với trận bay mục tiêu lên đến 24 km. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất, vì nó có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100 km. Bệ phóng tên lửa có thể hoạt động tách biệt khỏi radar và trạm điều khiển và bắn tên lửa trong vòng chưa đầy 9 giây. Sau khi tên lửa được phóng, hệ thống sẽ truyền dữ liệu trở lại trạm radar giúp dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu. Nếu như Ukraine tuyên bố giành lợi thế ở chiến trường miền Nam cũng như cho rằng một số lính Nga đã thể hiện sự chán nản trên chiến trường, thì phía bên kia chiến tuyến, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung, tướng Igor Konashenkov cho biết, các đội xung kích thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới của quân Nga đã thành công kiểm soát được một số cứ điểm của quân Ukraine gần khu định cư Sergeyevka, tỉnh Lugansk. Ông Konashenkov cho biết, các lực lượng Moscow còn tiến sâu 1,5 km về phía tuyến phòng thủ của quân Ukraine tại khu định cư Svatovo và 3 km tại khu định cư Zilovka thuộc tỉnh Lugansk. Ông Konashenkov còn nhấn mạnh rằng, trong ngày qua, quân Nga đã đạt được nhiều thành tựu tại chiến trường tỉnh Kharkov. Các lực lượng Moscow bố trí tiêm kích, pháo binh và lục quân tấn công thị trấn Kupiansk, loại khỏi vòng chiến hơn 30 binh sĩ, phá hủy 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 30 phương tiện cơ giới, 1 khẩu lựu pháo D-30, 2 trạm phát radar, phản pháo AN-TPQ-50 và AN-TPQ-36 của quân đối phương. Ngoài ra, ông Konashenkov còn cho biết hoạt động luân chuyển nhân lực giữa các đơn vị Ukraine đã bị các đội trinh sát và hỏa lực của quân Nga cản trở. Các lực lượng Nga trong ngày qua cũng đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine tại tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Kharkov. Ông Konashenkov cũng nhấn mạnh, trong ngày 28 tháng 7, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến hơn 690 lính Ukraine trên nhiều chiến tuyến. Tuyến giao tranh tại Donetsk là khu vực Ukraine chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Mỗi lần có thông tin từ chiến trường của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ai cũng đặt ra câu hỏi, bao giờ chiến sự mới thực sự đi đến hồi kết? Ngày 28 tháng 7 phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở thành phố St. Petersburg, Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Kiev và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã từ chối các cuộc đàm phán với Moscow, theo đài Russia Today. Ông Putin cho rằng, nguồn gốc của xung đột Nga-Ukraine là do Mỹ và NATO đã tạo ra các mối đe dọa về an ninh đối với Nga. Bên cạnh đó, ông Putin cũng nhấn mạnh, tất cả những khác biệt phải được giải quyết trên bàn đàm phán. Chúng tôi không thể ép buộc họ. Ukraine và đồng minh phương Tây cùng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cộng đồng quốc tế có thể thuyết phục Ukraine để nước này đồng ý cùng Nga tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Sau lời phát biểu của ông Putin, Chủ tịch Liên minh châu Phi AU, Tổng thống Comoros, ông Azali Assoumani nhấn mạnh rằng điều AU cần ưu tiên thực hiện ở thời điểm hiện tại là thuyết phục Ukraine chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Liên minh châu Phi sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Ông Assoumani lưu ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.